Hello, xin chào anh em. Quý hàng của bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thái cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhờ sức khỏe mà được có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe đến từ Nhật Bản với thương hiệu của em, nó là Isuzu. Một chiếc xe tải 2 tấn 8 và 2,7 thùng mui bạc, dài 5,2 m, sàn inox mở 5 bửng nha anh em. Xe đăng kiểm còn dài. Chiều ngang của cái thùng là 2,080 m, được chiều cao lên đến 2,4 m. 2 tấn 8, khối lượng toàn bộ là 7 tấn, khối lượng bánh thăng là 4 tấn. Thùng còn rất là cứng. Máy cơ, dòng máy cơ nha anh em, Isuzu mà máy cơ. Dòng Nhật Bản chạy rất là sướng, rất là bền. Đó, đường kính mâm là 6 inch cho 7,5. Đó, động cơ với dung tích xi lanh là 4,3 nha anh em. Động cơ rất là khỏe luôn. Thì con xe này bên mình đang dự kiến bán giá khởi nghiệp cho anh em quý hàng của các bạn với mức giá là 270 triệu nha, là 207 nha anh em. Gầm cao cầu lớn nè, bánh to nè, thùng được cái sàn inox, cái vách bên ngoài cũng bằng inox, rất là dày và cứng cáp luôn. Nói chung nhìn thùng rất là cứng và rất là đẹp luôn anh em. Được chiều cao nữa, 2,4 m. Xe này được cái chiều cao 2,4 m cho anh em quý hàng của bạn. Đó, một cái xe Isuzu đời 2007, niên hạn sử dụng đến 2032 nha anh em. Dòng máy cơ này chạy rất là bền mà rất là dễ sửa chữa luôn. Sắt xi bao dày bao cứng, thùng mỏng rất là cứng luôn. Đó, cabin nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Dạng này chạy rất là ổn nha anh em. Đây, nó dòng máy cơ rất là dễ sửa chữa đời 2007 Isuzu. Dòng 3 tấn nha anh em. Đó, thùng nhà 5,2 nha, thùng to nè. 270 triệu ra đi em, Isuzu xịn sò như này. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải Isuzu khởi nghiệp như này thì cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc anh em xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy anh em nó về phục vụ đức kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Một cái xe đời thấp nhưng mà chạy cũng còn rất là mượt, đăng kiểm còn dài anh em, thắng bọng đồ mọi thứ đều rất là ổn, ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng. Điều đặc biệt xe máy lạnh hoạt động đầy đủ nha anh em, có máy lạnh mát luôn, máy lạnh vẫn chạy bình thường, máy lạnh rất là mượt mà luôn. Nên em thích cái mẫu xe tải này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trần được bọc nè, 5D 4D này nè, cabin nước sơn, cabin liền lạc họ không một mọt, nước sơn rất là bắt mắt luôn, lưới tản nhiệt rất là rộng, đèn rất là sáng. Đó, xe này chạy rất là ổn định nha anh em, 270 triệu khởi nghiệp, máy lạnh đầy đủ. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm mà lấy thử. Kính chỉnh điện vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, tháp ly tháp đôi cửa nhìn còn rất là xịn luôn đó anh em ha, mọi thứ đều rất ổn. Hộp số 5 số tiến một số lùi, xe này mua và chỉ việc chạy thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm, mọi thứ đều rất là ổn định mà rất là tuyệt vời. Với mọi xe tải Isuzu giá khởi nghiệp 2 tấn 8 thùng 5,2 m, phiên bản thùng mũ bạc, kính chỉnh điện rất là đầy đủ nha anh em. Đó, nếu em quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cái máy phù hợp thì cứ đưa em nó về phục vụ đức kinh doanh vận tải vận chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Siêu phẩm đến từ Nhật Bản, Isuzu NBR 3 tấn thùng nhà 5,2 m, đời 2007, niên hạn sử dụng đến 2032, rất là xịn sò. Trang bị khối động cơ cũng rất là lớn, dung tích xi lanh của nó lên tới 4,3 lít, công suất đạt 88 kW trên đô mang 2, máy dầu, máy cơ rất là dễ sửa chữa, máy lạnh hoạt động đầy đủ. Đó, máy rất là to, khổng tải rất là mạnh luôn cái này. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá. Mình xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.